chúng ta đi tới chỗ nào. Để nó tiếp chuyện còn gian dở đi. Giám đốc đô hè càng. Vậy cũng được. Đi bằng xe của tôi có được không? Cứ làm vậy đi. Anh cũng đi. À, bà, bà, bà bà Chuyện còn gian dở. Ba chúng ta hãy nói với nhau đi. Giám đốc shinisan của công ty dược phẩm Mindo. Mình Nếu còn sống Thì con gái tôi đã được 9 tuổi Thêm vài ngày nữa con gái tôi sẽ được 10 tuổi Tôi không thể nào tưởng tượng nổi Lúc đó nó như thế nào thời gian của nó. Thời gian của chúng tôi đã dừng lại sau cái ngày đó. Căn nhà đó không còn là tổ ấm nữa, chỉ còn đau buồn thương tiếc. Càng cố níu giữ ký ức, càng cố níu giữ lại càng đau. Không phải chỉ có một mình ông mới phải sống trong tù đâu. Chính ông đã giam tôi và vợ của tôi vào trong ngục lâu rồi kể từ cái ngày kinh khủng đó. Chúng tôi chưa bao giờ dám nhắc tên con gái của mình. Rất đau lòng. Vợ tôi vẫn không thể. Và không dám gọi tên của nó. Cả hai chúng tôi đã đau khổ biết chừng nào. Tôi không dám nói gì hết. Tôi không còn lời nào để nói với ba Unson chưa một lần nào mà tôi quên được. Hình ảnh kêu gào than khóc của ba Ưng Son trong ngày đó. Vậy ông không nên làm như vậy. Mới ra tù đã tìm gặp vợ tôi, ông gặp cô ấy để làm gì? Nghe nói ông được tạm tha. Giờ ông là đối tượng đang được theo dõi. Tôi cảnh cáo ông. Nếu ông xuất hiện trước mặt vợ tôi một lần nữa, thì chắc chắn ông sẽ quay trở lại nhà tù ngay lập tức. Anh thích thì cứ làm. Tôi còn chỗ nào để đi nữa đâu. Ngoài vợ của anh ra thì tôi cũng chẳng còn ai đi gặp nữa. Vậy cứ tới gặp tôi. Ông chỉ cần gặp mình tôi là đủ rồi. Anh đâu nghe một chút đi. Không được. Em xin anh đó Không được. Làm ơn đi. Em muốn nói chuyện riêng. Em có chuyện nhất định phải nói ra. Mở cửa ra. Mở cửa ra đồ hay căng. Mở cửa ra đi. Ông Minh Sang. Ông có nghe không? Nghe thấy không ông Minh Sang? Mở cửa ra đi. Hay căng à, mở cửa ra. Mở cửa nhìn lên. Ông Minh Sang có nghe không vậy? Ông Minh Sang. Ông nói đã, đã trả hết tội lỗi rồi hả? Hay căng. Vậy ông trả căng, hết tội có lỗi cho ai gì? Mở cửa ra với cảnh sát hay công tố hay là luật pháp Hàn Quốc hả? Nếu không phải thì là thánh thần mộng đang tính ngưỡng sao? Cho chính tôi chịu tội với con gái của cô đó. Tôi không giống như cô. Ngày nào cũng vậy. Tôi đã đền tội không bỏ sót ngày nào. Chỉ vậy thôi. Mà ông đã dám tự tha thứ cho mình sao? Ai cho phép ông? Ai đồng ý để ông tha thứ cho bản thân mình mà tha thứ? Con cái của tôi không cho phép. Tôi cũng không cho phép. Chồng tôi không cho phép, vậy thì ai cho phép ông tha thứ cho mình chứ? Ông nói đi. Sao ông dám tha thứ cho ông hả? Sao ông dám tha thứ cho ông chứ? Tại sao? Còn cô làm gì mà vẫn sống sờ sờ ra đó chứ? Cô làm gì với cuộc đời tôi? Cô không nhớ sao? Tại cô mà tôi đã mất tất cả. Công ty dược của tôi, gia đình của tôi cũng mất tôi mất những người tin tưởng đầu tư cho tôi và cả cuộc đời tôi loại thuốc mà tôi phát triển mười năm công trình tôi đã đổ hàng trăm triệu vào đó tất cả tàn biên chỉ trong một buổi sáng cô đã lấy tiền của tôi tước đi sức mạnh của tôi rồi cô còn buộc tội tôi vậy mà dám tự nhận mình là người hả à, mấy đứa con của tôi chung tranh mặt tôi và trốn tránh tôi chúng khinh bỉ tôi chúng nói chúng không thể chịu được cái việc tôi là má của chúng <laughs> trả lại đây trả lại cho tôi trả lại cuộc đời cho tôi trả lại mấy đứa con cho tôi nhưng chúng còn sống con cái của ông vẫn còn sống mà còn con tôi chết rồi con gái của tôi không sống trên đời này nữa, tôi không thể gặp con của tôi nữa, tôi không chạm được nữa, tôi không thể ôm con tôi được nữa. Không nói được câu mẹ xin lỗi hay câu mẹ đã sai rồi, tôi không thể xin con tôi tha thứ được nữa. Là do ông, chính ông đã giết chết nó, ngay trước mắt của tôi, tôi đã thấy ông giết nó, ngay trước mắt của tôi mà nếu muốn giết tôi thì ông phải giết tôi, sao lại giết con của tôi hả? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Phải. Lúc đó, lúc đó lẽ ra tôi phải giết chết cô, tôi phải giết cô, rồi tôi cũng phải chết theo luôn. Nếu vậy thì mọi chuyện đã kết thúc, tôi với cô cũng sẽ không thấy khổ sở như vậy nữa. Phải đó, đáng lẽ ông phải giết tôi chứ? Nếu vậy tôi đã tha thứ cho ông rồi Nhưng sao lại là con gái của tôi Con gái tôi có tội gì Con gái tôi tội tình gì đâu mà ông lại giết chết nó Cây da ông phải trả không phải là 4 năm hay là 5 năm Nên ông đừng nói là ông hết tội lỗi rồi Đừng tùy tiện nói là đã chuộc hết tội lỗi của mình rồi Ông đừng lên giọng Ông đừng tự cho rằng mình xứng đáng được tha thứ Vậy thì Kết thúc Rồi tôi cũng kết thúc Cô cũng kết thúc đi Hôm nay chúng ta kết thúc tất cả mọi chuyện, cô biết chưa hả? Đây là những gì ông muốn ở tôi hả? Tôi hiểu rồi. Vậy thì chết. Được thôi. Còn cái tôi đã chết trong tay của ông rồi, giờ tới tôi thôi. Nếu chết rồi, tôi sẽ đi gặp con gái tôi và hỏi nó đã tha thứ cho ông chưa? Đổi lại hôm nay là lần cuối cùng tôi đối diện với ông nên giết tôi đi được thôi được chết đi trời đi. càng mở cửa ra mở cửa ra đâu hay càng ừ. à. À. hay càng không sao chứ <laughs> <laughs> à. em muốn như vậy thiệt sao sao lại đẩy anh ra ngoài tại sao lại muốn làm chuyện này một mình em xem anh là loại người gì vậy ông với tôi đi đâu đó làm vài ly đi. Tôi là giám đốc điều hành chân nhân. Phim 88.com xin hân hạnh giới thiệu đến các bạn bộ phim này. Anh đã biết hết rồi Mà vẫn nghĩ tới chuyện bắt đầu lại với em sao? Chuyện đó làm sao có thể Em không thể làm được đâu Em có biết anh với em khác điều gì không? Đó là em chỉ mất một mình anh Son thôi Nhưng anh tìm mất luôn anh Son lại còn mất luôn cả em nữa Nhưng mà Em đã trở về và sống lại một lần nữa Nhưng mà anh son Anh không thể gặp lại con hay ở bên con được Còn đối với em Anh còn cơ hội để bắt đầu lại từ đầu Chỉ cần đó là em thôi Thì không gì là không thể hết chỉ phụ thuộc vào quyết định của em em cho phép hay không anh chỉ chờ đợi điều đó thôi đi xe của anh đi anh đưa em về à không tôi sẽ đưa cô về phó chủ tịch không cần đâu em đừng có nói gì hết cứ đi đi bây giờ em đang rất mệt mà bây giờ nếu tôi mà đi xe của anh thì lại càng cảm thấy mệt mỏi hơn nữa nên anh thôi đi hả anh cứ nghỉ ngơi cho thoải mái đi hẹn gặp anh vào thứ hai em không thích dây an toàn sao em sao vậy hay để tôi cài dây cho phó chủ tịch nha ừ. được rồi vậy thôi anh đang lái xe đi đâu vậy chính anh cũng không biết nữa người cầm lái mà lại không biết là mình đang đi đâu được hay sao chứ bây giờ trong người anh lý trí và bản năng đang đánh nhau cô cầm lái cũng không biết đi đâu hết anh như vậy là sao sao cứ làm theo ý của anh vậy anh lại bị làm sao nữa vì hôm nay là giáng sinh mà cứ trải qua một buổi tối yên tĩnh mọi phiền toái cứ để trong bóng tối Hôm nay chúng ta đừng gây gỗ nữa, vì là Giáng sinh mà. Hãy tận hưởng không khí đi. Sao lại tới đây? Xe hết xăng rồi. <laughs> nữa hả? Anh nói dối. Vừa rồi, em nói là nữa hả? Mà chúng ta từng đi hết xăng hồi nào chứ? Không phải. Làm gì có. Tôi chỉ là nóng giận nói bừa như vậy thôi. À, thì ra là vậy. Thôi xuống xe đi, phó chủ tịch. Tôi không thích. Hết xăng rồi, không bật máy sửa lên được vậy sao em không đổ đầy xăng đi nếu vậy thì đâu có chuyện này đúng không không lẽ em cố tình rút bớt xăng ra ôi lạnh quá rồi nếu như không muốn đóng băng thì hãy nhanh xuống đi trong xe lạnh như vậy dù chúng ta có ôm nhau cũng lạnh mà chết đó và công ty bảo hiểm là được thôi à ra lại muốn vậy à Được Ở lại vui vẻ Một mình Rồi về trước Em cứ đi không cần có anh Còn anh sẽ vô trong kia Rửa ấm mình lên rồi đi ngủ một giấc Sáng mai gọi một chiếc taxi đi về À phải rồi Merry Christmas Anh sẽ ngủ trên sàn, trải mền ra rồi ngủ khó chịu một chút cũng được. Còn phó chủ tịch, cứ dùng giường, ngủ thật ngon, ngủ thật thoải mái. Nếu như em không muốn ăn cơm, thì ở đây có khoai lang với rượu gạo nè. Chủ nhà trọ có nói, hôm nay là một ngày đặc biệt. Chú ấy muốn khách trọ có một đêm Giáng sinh an lành. Chú ấy tưởng chúng ta là vợ chồng. Cho nên khen vợ của anh rất đẹp. Chú ấy còn nói với anh á là phải cố lên. Thôi đinh dọn bàn sao sao là sao chọn bạn để trải mền ra ngủ nữa chứ anh có được trải mền ở gần giường đâu Nhấc chân lên hai chúng ta cũng không có gì làm tắm rửa rồi ngủ sớm đi chắc hôm nay em mệt rồi hả em muốn tắm trước không thôi để anh tắm trước không được không được như vậy tuyệt đối không được ồ sớm à, à. sao chưa về anh tưởng xảy ra tai nạn gì rồi làm anh cứ nghĩ tới chuyện xấu không à chừng nào em mới về có một tai nạn nhỏ thôi anh Sao? Em gặp tai nạn hả? Chê Chin ơn Hả? Em đi cùng với anh ta Em có thấy cục cây ghi là bên kênh sơn Em cũng không biết chỗ này là đâu nữa Em cũng không hiểu được lòng mình nữa Nhưng mà em sẽ về nhà Phải đi taxi về cũng được Em phải biết lòng mình muốn gì mới được. giờ anh làm sao đi? tới đón em nha. em tới nhất định mình không được ở chỗ này thêm một phút nào nữa. <laughs> nếu là ở chỗ đó thì chắc là phía ba chu moon san rồi. bây giờ anh chuẩn bị đi đi. em hỏi địa chỉ đi, rồi nhắn tin cho anh. anh ăn chưa? gặp rồi mình cùng ăn. ừ. tới nhanh lên nha số. ừ. anh sẽ bây giờ tới đó

Em tắm đi Không cần Em có phải là con ma đâu Sao cứ tránh mặt anh như vậy chứ Nhìn anh nè Nhìn vô mặt anh nè Em nhìn anh đi đâu hay cân Tôi nhìn rồi nè Sao chuyện gì Anh muốn nói gì Muốn gì ở tôi đi Anh không biết là em đang mong đợi điều gì Nhưng mà anh không làm gì hết anh sẽ không làm gì Không đụng vào người của em đâu Chúng ta là đồng nghiệp Em lại là của người khác Anh càng cảm thấy ngại hơn em Anh không cảm thấy gì Cũng không có ý gì đặc biệt lúc này đâu Trong mắt của anh Em giống như một cái cây khô thôi Giống một con búp bê bằng nhựa Chỉ biết chớp mắt như một người ngốc Sao? Cái cây khô hả? Anh nói tôi giống như con búp bê bằng nhựa Chỉ biết chớp mắt thôi hả? cho nên cứ yên tâm đi em dừng chuyện này lại đi hả hả anh không thấy lạnh nước nhỏ khắp nơi hay sao tôi nói bao nhiêu lần rồi tắm xong thì phải chịu khó lau người cho khô rồi mới bước ra ngoài chứ sao anh cứ trời ơi lại nữa rồi nè cho Trinh ơi <laughs> nhìn nước coi anh không thấy sao hả nhiễu từ nhà tắm ra tới đây thấy không vậy em đã nói rồi mà anh phải lau khô người rồi mới ra ngoài trong nhà tắm anh lau cho khô đi phải lau khô hết rồi thì mới bước ra ngoài được chứ em nói bao nhiêu lần rồi hả bộ chuyện này khó lắm hay sao em nói với anh bao nhiêu lần rồi sao anh không chịu nghe lấy một lần vậy hả anh thật là đáng chết anh là một kẻ không nên để lại trên đời em đừng có nhịn cứ giết anh luôn cho rồi ha cứ giết một phát cho anh tiêu đời luôn đi giết bằng tình yêu đưa khăn tắm cho em đi đi yes. giống như là đàn gãy tay trâu vậy trời ơi ai dám nói là anh thông minh chứ trí nhớ của anh y hệt cá vàng mỗi lần đi tắm lại phải nhắc ơi em chán anh quá đi mất. giống như đàn gãy tay trâu ai dám nói em thông minh chứ trí nhớ của anh y hệt cá vàng mỗi lần đi tắm lại phải nhắc ôi em chán quá đi sao lại nhái em Làm vậy bộ có gì hay hả Em thật sự không biết hả Em không biết cái gì Lý do tại sao mỗi lần anh đi tắm Anh lại không lao người cho khô Mà cứ để ướt nhiễu khắp nhà Sao hả Ý anh là anh cố tình làm như vậy Tại sao Vì em sẽ lao cho anh mà Vì đồ hay can sẽ lao cho anh đó <laughs> Vậy là cố tình đi, Vì... Lao đi Anh tự lao đi Anh tự làm đi ai đáng lẽ không nên nói ai đã nói trung thực là điều tốt ta ai nói gì đúng là vớ vẩn không có đúng chút nào liên con ừ? ông ấy đã mất rồi cho nên giờ anh lau nước giữ từ chỗ này tới chỗ kia đi kìa nhanh lên ôi liên con thì ra là liên con nói vậy nếu là ông ấy thì anh thua rồi ôi làm sao anh dám nói gì về liên con đây Chỗ kia nữa Chỗ này hả Ây chờ Chờ Ừ Tôi về đi Hả? Tôi đã gọi người đó tới đón tôi rồi Chắc anh cũng sắp tới Tôi sẽ để lại chìa khóa xe ngày mai anh mang xe về giùm tôi nha ngủ ngon quay lại đi em hãy mau quay lại đi bằng đôi chân và bằng ý muốn của em anh có việc đột xuất nên không tới được xin lỗi em chỉ hôm nay chỉ hôm nay thôi vì hôm nay là giáng sinh anh không thích giáng sinh thì năm nào cũng có giáng sinh sẽ có cho tới lúc anh chết anh không muốn chỉ hôm nay thôi Em hãy thừa nhận đi Thừa nhận là còn yêu anh Vẫn yêu Không ngừng yêu Bây giờ cũng yêu Không phải sao Em mau nói đó là tình yêu đi đôi hay can là em yêu anh xin lỗi anh tôi lại phạm sai lầm rồi tôi nghĩ tới ngày xưa cho nên trong phút chốc một phát không hơn không kém chỉ đơn giản như vậy thôi vậy sao anh lại lầm tưởng anh suýt nữa lại phạm sai lầm một sai lầm không thể sửa đổi được anh mệt rồi anh ngủ trước đây Vậy ngủ đi Ngủ ngon <laughs> Ngủ thật ngon nha Ừ, ừ. Vì em chưa hiểu phân tích thừa số làm sao. Vậy thì chia cho thừa số trước. À, em ngồi cho nghe ngắn mấy học được chứ. mà trời. Nhanh lên. À, trời, thiệt là. Còn không ngồi thẳng lên nữa hả? <laughs> em ngồi thẳng rồi nè. Sao? Bây giờ em đã là học sinh cấp 2 rồi. Em cứ chơi cho đã, ngủ cho đã. Cho nên thành tích học tập của em mới tệ như vậy đó cái tình hình như vậy thì không phải em đứng bét lớp đâu mà đứng bét trường luôn á hiểu không em muốn vậy hả đứng bét thì có sao đâu chị học hành mà đứng bét không có nghĩa là sau này ra đời cũng đứng bét đâu ai nói ai nói với em mấy câu mắc cười như vậy hả chị dông kỳ chứ ai cái gì ai nói con chó đi qua nghe thấy cũng mắc cười đó sao chị ta có thể nói như vậy được chứ chăm bét hơn em lo chấn chỉnh lại đầu óc của em đi học hành mà đứng bét thì cũng đứng bét trong cuộc đời luôn đó em có biết tại sao không vì em không phải là người được quyết định chuyện đó đâu những người đứng đầu trên đời này họ sẽ quyết định cuộc đời của em đó chị nói gì vậy, vậy phải là người giỏi nhất phải trở thành người giỏi nhất dù sao cũng tốt hơn cứ là một kẻ ngốc nếu như em muốn thành một người giỏi thì đầu tiên em phải học cái đã đó là nền tảng cơ bản có nền tảng rồi chỉ cần nghĩ cách sao để giỏi nhất thôi Dạ Hả vậy một số chung nhỏ nhất là gì Suy nghĩ kỹ rồi nói cho chị nghe coi Coi đi Người ta muốn nó kiểm tra thêm Silly đó Sao một người trẻ tuổi mà xương cốt lại vậy chứ? Không lẽ do không cho nó ăn đầy đủ hay là ngày nào cũng chỉ cho ăn rau? Trời ơi, đáng lẽ ngay từ đầu ba phải nhận chăm sóc nó. Một đứa vừa mới sinh ra, phải vào viện mồ côi, rồi lớn lên ở đủ các nơi, được người ta nhận nuôi rồi lại bỏ. Sao không bị đói cho được chứ? Cho nên xương nó mới yếu do hồi nhỏ hết. Không phải như vậy đâu ba. Không phải như ba nghĩ đâu. Họ nghĩ em bị bệnh loãng xương. Em đi kiểm tra kỹ hơn đi. Em nghe nói. Anh nhận vụ tác dụng phụ Burosin. Sao em biết? Ai nói vậy? Em nghe chuyện này ở nhà bên đó. Vụ dụ tác dụng phụ xin là vụ kiện mà Dông Kỳ thực hiện với cậu The Chun đó hả? Dạ. Người nhà môn The Chun muốn tiến hành tiếp vụ kiện này. Luật sư của Dược phẩm Trơn Nhân là Đô Hê Cang có phải không? À, cái gì? Là ai? Có thật vậy không? Dạ. <laughs> Đúng là vô lý. Làm sao dông Kỳ có thể? Rút cuộc tại sao? Sao lại làm vậy hả? Thử nghiệm lâm sàng. Đã bị người ta làm giả. Sao? Vậy là? Kết quả thử nghiệm. Đã bị sửa đổi hết rồi sao? Ờ. Là giám đốc Minh Thê Sớt làm. Vậy mà Dông Kỳ vẫn nhận xử lý vụ kiện đó sao? Dù Dông Kỳ biết được sự thật đó, con bé vẫn chấp nhận làm luật sư cho trên nhân vậy hả? Tài liệu này từ đâu mà anh có? là đô hê can đã đưa anh đúng chứ ừ cái đó em cất nó ở trong phòng trọ của mình chính là đô hê can đã lén lấy nó đi con người đó chị ta biết thuốc có tác dụng phụ vậy mà lại cố tình không nói cho em biết để mà hại em khiến em ra nông nổi này. Chị ta cố tình muốn em phải khổ sở như vậy đi mà. Nếu như lúc đó chị ta nói ra, thì em đã không uống, dừng uống budoxin rồi. Nếu chị ta chịu nói một tiếng, kêu em đừng uống nữa. Nếu người phụ nữ đó chịu nói một lời, thì em đã không ra nông nổi này rồi. Đô hề ca Cổ phần của tôi, tôi định chia cho Chin Ân và Phó Chủ tịch Đô Hê Cang thành hai phần bằng nhau. Bệnh cái gì chứ? Tôi có bệnh sắp chết gì đâu. Anh mau làm hợp đồng rồi đem tới đây đi. Tôi muốn cho tụi nhỏ động lực để làm việc thôi. Giờ tôi đang ngó tôi chầm chầm đây ở tuổi chúng ta được mở mắt vào mỗi buổi sáng cũng đã mừng lắm rồi thời gian gần đây tôi thấy sợ vợ của tôi nhất đó chỉ cần hít thở thôi tôi cũng thấy như mình gây tội rồi thôi tôi cướp máy đi lần này chắc không phải nước lọc mà là tạt nước trái cây lên người tôi đó chức vụ rồi tới cổ phần nữa hả mà còn chia phần giống chi nơn nữa ông lẩm cẩm rồi sao hay là tinh thần của ông có vấn đề chứ Thật ra ông tin gì ở nó mà lại để cổ phần cho nó. Tôi đã nhượng bộ ông 100 lần rồi để ông đưa hê Cang lên vị trí đó. Vậy thì cổ phần phải cho chinh ơn chứ. Có như vậy thì nó mới không tự tung tự tác. Tôi cho hê Cang để nó làm theo ý nó. Để nó tự ý dùng kiếm của mình lên. Chém được mọi thứ. Ông nói cái gì? Nếu con trai của ông bị kiếm đó chém. Nếu hê Cang biết chuyện ông đã làm với ba của nó. Nếu nó chém luôn con trai ông thì sao đây? Không thể nào có chuyện đó. Làm sao tôi có thể để hai càng làm vậy được chứ? Bằng cách nào chứ? Ông cho hết rồi, ông cho nó hết rồi thì còn làm gì được nữa? Còn cổ phần của bà mà. Bà nói sẽ cho Chin Ân còn gì? Sao? Chin Ân sẽ ngồi vào vị trí của tôi, hay hai càng sẽ ngồi vào vị trí này. Đứa nào cũng phải mua kiếm thì mới được ngồi vào. Phải tiêu diệt hết kẻ có tham vọng kiểm soát tập đoàn. Chỉ có như vậy mới bảo vệ được. So với Chin Ân, việc làm này phù hợp với hê can hơn việc đi săn chúng ta cứ để cho hê can đi Với <laughs> lại tôi cũng không cần người dung kiếm làm con trai tôi bị thương khi hê can ở bên cạnh chin ơn khi làm việc cho tôi khi là người của dược phẩm chân nhân chỉ có lúc đó chỉ có như vậy hê can mới hữu dụng cho chúng ta bà có hiểu không mình ơi miễn là bà vẫn còn cố phần thì Chin Ân sẽ là cổ đồng lớn nhất. Không ai dám tùy tiện làm gì nó. Chúng ta ra ăn sáng đi, rồi xem phim được không? Mình chưa đi xem phim với nhau hơn 30 năm rồi. Tôi không tin được chuyện này đó, Se-hi à. Ông ta muốn đồ hè can, phải đi tù. Hả? Ai muốn? Người đã giết chết ưng son. Giám đốc đại diện dược phẩm Mido. Ông ta đã bóp cổ đô hề can vào đêm giáng sinh. C c c cái gì? B bóp cổ hả? Ông ấy bóp cổ hề can từ có gì đúng đâu, bổn bị điên rồi hay sao? Ông ta nói mất 15 năm để tạo ra thuốc Pansilay Sanmonobin. Ông ta đã mất 15 tỷ, bao gồm số tiền của các nhà đầu tư nữa. Như vậy không điên mới lạ. Vì chuyện đó mà vợ ông ta suy sụp. Còn con trai con gái không đi học nữa mà cứ trốn chui trốn nhủi. Ờm, um, ông ta nói nếu con trai mình tiếp tục đi học thì giờ đã trở thành một người có tài rồi vì có ông ta học rất giỏi mà. Gì đây? Sao bây giờ anh lại xúc động với mấy chuyện người dưng như vậy chứ? Người thích nghi thì sống, còn người thắng thì nắm quyền thôi. À uh ha, -huh, đại hàng dân quốc. Nước mình là nơi cho những tên tham nhũng ăn bẩn đến cả một cái bánh mì mà vẫn sống tốt. Có gì mà phải ngạc nhiên, anh cũng cướp của người khác mà anh đang nghĩ đến chuyện ngày xưa thôi nghĩ chuyện ngày xưa xưa tới bao nhiêu lần không có gì đâu ăn đi chỉ là một chuyện cũ đáng thương không kết thúc có hậu thôi xin in sang ông ta có tài liệu bí mật của công ty chúng ta có một cái tên nằm trong tài liệu quan trọng đó ai vậy anh hả giết là họ chô chữ lót man tên hô hát mầm tội lỗi đều xuất phát từ đó mà ra nhưng lại luôn tránh xa điều tiếng có ông chủ tập đoàn nào mà không làm vậy em đã nói với anh đây là đại hàn dân quốc mà nhưng mà sao số tài liệu đó đang nằm trong máy tính của anh lại có thể đến tay xin in sang được chứ là em phải không em đã đưa tài liệu đó cho ông ta để gây khó dễ cho lịch sử đô đúng vậy em là người cung cấp, còn chuyển đi là Kang Shirley. Đô Hê can gần như ngất xỉu khi nhìn thấy kẻ giết người mà. Nhờ có em mà cô ta mới nhớ lại, em đã tìm lại ký ức cho cô ta. Đáng lẽ cô ta phải cúi đầu lạy chào em, nói thấy em là người khiến cô ta có chức vụ phó chủ tịch mà. Đúng là tự chuốc quả vào thân mà. Em đã làm hết mấy chuyện đó, Em đã khiến cô ta có được những điều đó hả? Em phải biết suy nghĩ lại một chút đi, Chinri à. C cái gì? Đứa đần độn. Con gọi Chinri là cái gì vậy hả? Con mới gọi đứa đần độn sao? Hả? Không phải mẹ đã nghe nhầm đó chứ. Có bực mình tới cỡ nào cũng không được như vậy, sao có thể gọi vợ của mình là đần độn được, còn gọi là đứa đần độn nữa chứ. Con bị điên rồi sao? Xin lỗi đi, con mau xin lỗi Chinri đi. Sao không nói gì hết Bộ mẹ giỡn mặt với con sao Xem thường mẹ hả Dạ <laughs> Thiệt là hết nói nổi <laughs> Con xin phép ngồi đây một chút Ngồi tự nhiên Chủ tịch còn nhớ giám đốc Shin In Sang của Mido người đã đụng chết Ưng Son không? Cách đây không lâu ông ta ra tù rồi tới tìm He Kang. Giám đốc Shin không biết về sự tồn tại của chủ tịch và ông ấy chỉ biết một mình phó chủ tịch Đô chính là người gây ra mọi chuyện. Ông ấy nói sẽ làm cho luật sư Đô phải đi tù, bây giờ giám đốc Shin rất quyết tâm không gì ngăn ông ấy lại được. Vậy thì sao? Ba nên cẩn thận. Chủ tịch cũng nên đề phòng luật sư Đô He Kang kê gì? Còn có linh tính không hay về phó chủ tịch Đô. Không còn là luật sư Đô của bốn năm về trước. Bây giờ luật sư Đô He Can có gì đó mập mờ khó hiểu lắm. Luật sư Đô có thể đã im miệng vì chủ tịch vào năm năm trước. Nhưng lần này không như vậy nữa đâu. Nếu bây giờ luật sư Đô bị công tố viên điều tra để bản thân mình được sống thì dù phải khai ra chủ tịch cũng sẽ làm. Chủ tịch đừng quá tin cô ta, biết người biết ta vẫn hơn mà chủ tịch. Thời hạn kháng án cho vụ sang hoa san đã hết rồi, nhưng thời hạn kháng án dục phẩm mi đô thì vẫn còn đó, ba vợ à. Hơn nữa sang hoa san lại là thứ của ba luật sư đô. Việc phó chủ tịch đô biết chuyện này chỉ là vấn đề thời gian thôi. Sớm muộn gì thì cô ta cũng biết, nhưng tôi có thể là người điều chỉnh được thời gian đó. ôi trời ơi trời ơi cô dùng nước cũng phải tiết kiệm chứ cô chủ hả cô rửa hết tất cả bằng xà bông đi rồi sau đó tráng lại với nước một lần trời ơi cô là chủ nhà mà sao lại lãng phí như vậy nước cũng lãng phí thức ăn cũng lãng phí rồi tới điện cũng vậy cô có biết là con đi theo cô để rút hết vết cắm ra không cô hãy tiết kiệm tài nguyên đi phải tiết kiệm tài nguyên đó cô biết rồi cô có luộc hạt dẻ để trên bàn kìa con lấy ăn với vô chu đi hả ôi trời ơi nhìn nè Nhìn coi, đúng là lãng phí mà. Trời ơi, sao cô cứ tiêu phí phạm dữ vậy hả? Ôi, có ai mà ăn hết chỗ này đâu mà cô luộc chi nhiều dữ vậy? Mà cô có nhiều tiền lắm sao? Cô nhiều tiền cỡ nào? Con có thấy cô làm gì ra tiền đâu chứ? Rốt cuộc cô lấy số tiền đó ở đâu ra vậy? Ừ, cô có nhiều lắm. Toàn bộ là tiền của chị con kiếm được đó. Rồi tiền thôi việc và tiền bồi thường nữa. Suốt 4 năm qua không xài chỉ gửi vào ngân hàng cất thôi. Từ bây giờ cô muốn xài Chị của con nói đừng có để dành tiền nữa, cứ xài hết đi. Khoảng hai ba trăm triệu không cô? Không đâu. Chắc cũng phải hai ba tỷ đó. <laughs> Ghê vậy. Đúng là chị ta giỏi thiệt á. <laughs> một người cứ bốn quên cho một cái mặt nạ. Còn một người thì hai ba tỷ. Hai ba tỷ. Ôi thiệt tình à. Cuộc sống không có gì vui hết Sao lại bất công như vậy chứ Cô mặc y hệt nhau Cũng sinh ra cùng một ngày cùng một giờ mà Mắc mớ gì một người là luật sư Một người làm giúp việc chứ Mặc quần áo giống nhau nhưng mà chị ta lại thanh lịch Còn tôi thì quê một cục Chỉ ăn cắp thì cảnh sát không thèm bắt chị ta Trong khi tôi chẳng có làm gì sai lại bị đuổi bắt khắp mọi nơi Tên trộm đó, cô vẫn chưa liên lạc được hả? Thiệt sự cô không biết chị ta sống ở đâu sao? Ừ. Có hỏi hề càng cũng không chịu nói. Với lại nó có gọi điện thì nghe thôi. Trời ơi, con cũng không thể tới tìm chị ta được. Đó, chị ta biết là con không thể tới công ty tìm được nên chị ta vẫn cứ chơi chơi sau khi đã lấy trộm đồ của con. Trời ơi, điên quá. Trời ơi, tôi muốn chết luôn. Cô ơi, cô ăn cái gì mà sinh ra một người độc ác như vậy hả? nếu cô chỉ sinh một đứa tôi thì chắc là tốt rồi. nếu chỉ sinh một mình con. Ôi, thiệt tình, cô đừng có gọt ra nữa, con không ăn nữa đâu. chứ lại ai cho phép cô cứ gọt ra rồi để hạt dẻ ở đó chứ? gọi là mẹ đi con, con gọi mẹ là mẹ đi. Ừ? Dung kia. con không thích. Con làm gì có mẹ mà gọi hả cô? Con chỉ có một mình ba thôi à. Không lẽ cô cũng biết ba của con luôn sao? Người đó là đốc cô Chi Hun. Cô đã rời bỏ ông ấy mà. Sao cô lại bỏ ông ấy vậy? Chắc tại vì ông ấy nghèo hả? Tôi vào nha. Tôi thấy cửa nhà đang mở. <laughs> Lâu rồi mới gặp chị Guna mà. Chuyện gì mà chị tới đây? <laughs> Tự nhiên tôi thấy tò mò thôi, lâu rồi có thấy chị đâu. Nghe nói con gái chị cũng về rồi hả Cô là ai vậy? Cô gái này... À không phải, thiếm trẻ này là ai ta? Ô <laughs> trời 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 ơi, cô là chị của Hê Can phải không? <laughs> tôi là em gái của đôi Hê Can đó. Em gái? Cô hả? Nhìn cô lớn hơn Hê Can chừng 5 tuổi là... Ôi trời đất ơi, cái cô này thiệt là... Cô nhìn chỗ nào mà nói là tôi già hơn Hê Can 5 tuổi hả? cái cô này chắc già rồi nó mắt mũi cũng kèm nhèm ha tôi vậy mà đếm nói trời <laughs> ơi con bé cọc cằn quá ha mà nhìn cũng quê mùa nữa làm sao mà hai chị em sinh đôi lại không có điểm chung gì hết vậy nhìn hai đứa nó thì giống nhau thiệt á nhưng có khi nào là song sinh khác trứng không ngồi đi ờ à. con đang nghĩ gì đó con nghĩ chuyện vui chuyện gì vui vậy nghĩ tới mẹ hả ừ, ừ nếu không thì nghĩ tới bác sĩ hả ừ. ừ nếu không nghĩ tới bác sĩ thì rốt cuộc là chuyện gì mà vui dữ vậy siêu thị <laughs> siêu thị mẹ ơi lát nữa đi bệnh viện xong mình đi siêu thị nha mẹ không ừ. con chỉ đi xem thôi thiệt đó mẹ ơi con biết mẹ không có tiền mà nên con sẽ nhìn bằng mắt thôi con hứa với mẹ mẹ có tiền chứ sao không ừ. nhìn con nè nè đốc cô vu tru nhìn biểu hiện của con kìa con đang đánh giá thấp mẹ đó hả không sao đâu mai mốt con lớn lên con sẽ kiếm nhiều tiền cho mẹ ha Con hôn mẹ đi. Ừ. Bên này nữa. Ừ. Mẹ yêu con. Con cũng yêu mẹ nữa. Nhiều như vũ trụ luôn. Ừ. <laughs> Hai người họ là bạn. Sao chị không nói cho tôi biết? Tôi được phía thông gia yêu cầu là đừng nói tôi không dám nói về ba ruột của nó và về em gái sinh đôi của nó mà nghe nói ông ấy bào chế thuốc bà cũng biết mà phải không ừ ông ấy sống mà chỉ biết nghiên cứu như điên ông ấy đã phát triển loại thuốc nào đó kết hợp đông y tây y để bào chế thuốc mới kết hợp giữa đông y và tây y sao giống như sang hoa san vậy hả một loại thuốc giống như sang hoa san mà ông thông gia đã phát triển Tôi cứ tưởng ba của tụi nhỏ chế ra loại thuốc đó. Nhưng xem trên TV, quảng cáo thuốc sang hoa xanh. Nói thiệt lúc đầu, tôi cứ tưởng ba tụi nhỏ bạo chế ra. Lúc liên lạc với chồng chị thì tôi mới biết được. Ba của tụi nhỏ, ông ấy đã chết rồi. Ông ấy đã đi leo núi và rồi té từ trên đó xuống mà chết. Nhưng mà... Sao chị lại nói tới chuyện của ba tụi nhỏ? Chuyện ông ấy bào chế thuốc Làm sao mà chị cũng biết được Ờ à, Ờ à, à, Tôi nghe chồng của tôi nói mà Chồng tôi đã nói cho tôi nghe Hê Cang là con của người bạn thời nhỏ Nên ông rất thương nó Tôi chỉ biết cảm ơn Thời gian qua Ông ấy đã giúp cho tôi không biết bao nhiêu Và còn để Hê Cang làm phó chủ tịch nữa Ơn nghĩa này Tôi không biết phải làm sao để trả hết chỉ cần con bé đừng phản bội là được, miễn là con bé đừng đâm sau lưng ông ấy thôi. Chị cũng biết rõ, con gái của tôi không phải là người như vậy, qua bao nhiêu chuyện rồi còn gì. Chị có biết, con gái chị đang hẹn hò với luật sư Bết Sớt không? Cái gì? Hẹn hò? Với ai? Tôi đã bị đập một cú sau lưng đó, con gái chị đã đâm tôi một cú thiệt mạng vì chuyện này. Còn Chin ơn, chị ơn bây giờ đang làm gì hả con trai tôi bị con gái chị nói ra như đĩa và bỏ rơi nó rồi tôi còn biết làm sao được đây hả mẹ ơi hả? không đi bệnh viện hết mẹ ờ đi chứ cô chủ nhà ơi con đi bệnh viện đây à đi đi cẩn thận nha con gái chị mà gọi chị là cô sao Cô có nói với ông chủ tịch đó là tôi cũng là con của ba tôi, nhưng mà sao mấy là đối xử với tôi như vậy chứ hả? Dù ông ấy là bạn của ba tôi, thì tôi cũng không thể tha thứ cho những việc mà dược phẩm trên như đã làm với ba của Yutru được đâu. Tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ đâu. Cô nhìn cái này đi. Cái này là lá lách. Google prosai, tức tụ ở đây nên nó hơi phình to một chút từ hôm nay phải tăng thêm lượng thuốc điều trị rồi nếu lá lách phình to hơn thì chúng ta phải cắt bỏ nó lá lách là gì vậy hả chú con hỏi lá lách sao lá lách là một cơ quan trong hệ miễn dịch của cơ thể nó phá hủy hoặc là loại bỏ vi khuẩn dù chù có muốn đi hẹn hò với chú không đi hẹn hò là gì vậy chú con hỏi hẹn hò là gì sao đi hẹn hò là nắm tay người mình thích cùng nhau đi về một hướng cùng nhau ăn một món cùng cảm nhận một điều gì đó như nhau vậy thì con sẽ đi hẹn hò đó mẹ ơi con đi hẹn hò với chú bác sĩ được không mẹ dĩ nhiên là được rồi <cười> <cười> Vụ án dân sự số 15698 năm 2015 Đối tượng chịu thiệt hại, nguyên cáo Moon The chun Mời luật sư bên nguyên cáo Dạ, tôi là luật sư bác Sức. Bị cáo, dược phẩm chân nhân Mời luật sư bên bị cáo Dạ, tôi là luật sư Dohae Kang Bây giờ phía nguyên cáo hãy trình bày một cách ngắn gọn những điểm chính của đơn kiện Dạ Nguyên cáo là Moon Tae Jun vào ngày 26 tháng 8 năm 2010 được kê đơn thuốc có Budoxin từ phòng khám nội khoa hy vọng. Sau đó trong vòng 5 năm, Nguyên cáo đã liên tục sử dụng Budoxin. Sau thời gian sử dụng thuốc, đến tháng 3 năm 2013, Nguyên cáo phải nhập viện ở bệnh viện Hàn Quốc vì bị gãy xương lần đầu tiên. Thuốc Budoxin của Chen Nhân không chỉ trải qua ba đợt thử nghiệm lâm sàng một cách bắt buộc mà còn vượt qua những thủ tục cần thiết để đưa ra thị trường là thuốc được cục quản lý thực phẩm chấp thuận. Hơn nữa, đây là loại thuốc có thể được sử dụng thường xuyên thông qua việc kê đơn của bác sĩ, nên không có nghi ngờ nào về tính an toàn. Khẳng định của bên nguyên cáo là không có căn cứ và không hợp lý. Vì chứng thực này còn khó khăn hơn. Chỉ bằng một chuyện là nguyên cáo đã sử dụng purosin liên tục trong 5 năm, thì việc khẳng định vấn đề xương có nhiều vết nứt của nguyên cáo cho sử dụng purosin là gia phía nguyên cáo đã phân tích vấn đề một cách chủ quan, cố chấp, vô căn cứ và phi lý từ chánh án. Cô còn nhớ vụ Thê Lúc người phụ nữ nguyên cáo nhảy xuống chết ngay trước mặt chúng ta Cô có còn nhớ không Ngay phiên tòa vừa kết thúc Cô ta đã lên nóc tòa án Rồi véo một cái nhảy xuống luôn Cô có biết điều kinh khủng nhất trong ngày hôm đó là gì không Đó là luật sư đô không gọi 119 mà lại gọi 112 báo cảnh sát Wow, thiệt là nổi hết cả da gà cái gì mới nãy vậy có sao không sớt à? à không sao đâu đâu bị nặng đâu cái đó là cố tình ném vào em phải không không phải là ném vào anh mà là em Giám đốc, địa chỉ này gửi bản pháp mà anh yêu cầu tôi tiền, là từ một cửa hàng giao phòng phẩm. <laughs> cốc cốc, chị nên à, mình vào đi. Ờ, đây nè, hình ảnh thông tin cá nhân các con của Xin In Sang. Bây giờ cậu định làm gì? Mình phải để ông ấy quay lại vị trí làm cha. Ngoài con cái của Shinin sang ra thì không ai có thể làm ông ấy chuyển ý được hết. Có như vậy ông ấy mới không hại hay cả. Dù có nghĩ đi nghĩ lại, thì cũng đâu còn cách nào khác. Không phải là cậu muốn giết ông ta sao? Mình rất muốn giết ông ta. Rồi sao? Cậu có thể tha thứ cho ông ta hả? Ông ấy vừa phạm tội vừa là người bị hại. Hả? Chưa biết chừng con trai và con gái của ông, cậu muốn giết người luôn. Giết ai? Giết Hay sao? Không phải mình tha thứ cho ông ấy Nếu mình không làm vậy Thì càng cũng không thể nào được họ tha thứ Vậy thì suốt cuộc đời Cổ không thể tha thứ cho bản thân được đâu Ai chứ Hy can hả Phòng y dụ Xem nữa là nguy hiểm rồi Nếu anh bị ném trúng vào mắt Thì sẽ bị mù luôn rồi đó Đúng là may mắn mà anh giảm thọ 10 năm rồi. Vì anh bị ném trúng chứ không phải là em hả? Ờ. Em có gì khác ngoài vẻ ngoài xinh đẹp nữa đâu. <laughs> Nếu ở cạnh em thì sẽ bị thương. Con gái em thì đã chết. Hôm nay lại tới lượt anh bị thương nữa. Ngày mai sẽ là ai đây? Em nói mấy chuyện gì nữa vậy hả? Chỉ là tai nạn thôi Có ai đó đang giỡn mà Ai nói là cố tình ném đá em đua chứ Ném đá Không phải lần đầu đâu anh à Là lần thứ hai rồi Hả Em đã bị ném đá ở tòa án Lúc em làm trưởng phòng chỗ anh Nhưng lúc đó em néo qua một bên nên không bị thương Có phải là cùng một người làm không anh Người ta muốn cảnh cáo chuyện gì đây là ai vậy? Ai lại phải chịu đau khổ vì em nữa vậy? Bây giờ cô Bòn rút hết rồi không còn gì Chỉ còn cái lớp vỏ mà thôi Sinh khí của cô, năng lượng của cô tuổi trẻ và hy vọng Tất cả đều bòn rút hết Và không còn gì Cô nên biết nghĩ sao cho bản thân đi Còn hơn là theo đuổi một tình yêu không tồn tại Càng sơ ly à Đây là một đứa trẻ đáng thương Làm ơn hãy nuôi dưỡng nó Tôi thật lộn xin lỗi Cô thay đôi này đi Mang giày của người khác Khó chịu lắm mà Rác rưởi Cuối cùng cô cũng sẽ kết thúc trong một thùng rác thôi Chỉ là đồ bỏ đi thôi dược phẩm chân nhân phòng phó chủ tịch kết quả đã có rồi sao người ta nói cô bị gì